Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì tôi đang có mặt tại cơ sở của Mark Home ở miền Bắc, có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Và đây là nơi làm việc của đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư của Mark Home, cũng là nơi mà chúng tôi trưng bày các sản phẩm do Mark Home sản xuất cũng như là phân phối độc quyền. Như quý vị có thể thấy thì ở đây có các sản phẩm thiết bị vệ sinh này và phần sơn do Mark Home sản xuất nữa. Và khi quý vị đến đây thì quý vị hoàn toàn có thể tham quan được không gian làm việc của đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư của Mark Home cũng như là trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trên tay tôi đây thì đang là cuốn catalog về vật liệu của Mark Home. Và trong đây thì đã có đầy đủ thông tin về các sản phẩm và nguyên vật liệu do Mark Home sản xuất cũng như là phân phối độc quyền. Và khi quý vị cầm cuốn catalog này trên tay, quý vị hoàn toàn có thể nắm bắt được các thông tin về giá cả này, về chất liệu cũng như là về tính năng của từng loại thiết bị. Và vừa rồi thì là một số các thông tin về các vật liệu do Mark Home sản xuất. Và bây giờ quý vị hãy cùng chúng tôi đến với chương trình chính ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kiến trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mark Home. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của nhà chú Sáu có địa chỉ tại Thanh Hóa. Với công trình ngày hôm nay thì công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại 2 tầng. Mái được sử dụng ở đây là hệ mái Nhật. Nhìn vào bản vẽ ngoại thất của công trình, chúng ta có thể thấy được vẻ đẹp hiện đại được thể hiện rất rõ qua các chi tiết kiến trúc được sắp xếp hợp lý. Màu sắc được kết hợp hài hòa giữa màu của sơn, các vật liệu ngoại thất và phần mái giúp cho toàn bộ công trình nhìn thu hút và nổi bật. Phần mái được lợp ngói màu xanh với độ dốc vừa phải giúp thoát nước mưa và chống nóng tốt, phù hợp với thời tiết và khí hậu của nước ta. Phần sơn được sử dụng cho phần ngoại thất là màu trắng và màu xám. Một số vị trí tường và chân cột tại sảnh đều ốp gạch trang trí màu xám tạo điểm nhấn, giúp cho công trình mang vẻ đẹp của sự hiện đại. Phía chân công trình đều ốp gạch bảo vệ tránh tình trạng rêu mốc và bong chóc. Công trình được sử dụng hệ bậc ngũ cấp giúp cho ngôi nhà thêm cao ráo và đồ sộ hơn. Bề mặt ốp đá granite đảm bảo yếu tố thẩm mỹ của công trình. Phía trên sảnh chính được thiết kế hệ thống cột vuông vắn hai bên giúp cho công trình nhìn khỏe khoắn và vững chắc hơn. Trên mái được thiết kế những vị trí đèn downlight âm trần kết hợp với đèn chiếu sáng được gắn tại xung quanh tường và cột, vừa chịu trách nhiệm chiếu sáng cho phần ngoại thất của công trình, vừa giúp làm tăng tính thẩm mỹ, giúp cho công trình lung linh hơn vào ban đêm. Phía ban công tầng 2, lan can được sử dụng lan can bằng thép sơn tĩnh điện. Phần mái che tại ban công phía trước công trình được sử dụng hệ thống thanh lam bằng bê tông. Bên trên được đặt một tấm kính cường lực phù hợp với phong cách thiết kế của cả công trình. Cửa chính của công trình được sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi kết hợp với ba nô kính. Các cửa còn lại được sử dụng nhôm hệ kết hợp với kính, làm tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho công trình. Đồng thời ánh sáng sẽ dễ dàng chiếu sáng cho cả không gian phía bên trong, giúp cho không gian luôn rộng rãi và thông thoáng. Xung quanh công trình được thiết kế các vị trí tiểu cảnh để trồng hoa và đặt những chậu cây cảnh, giúp cho công trình nhìn mềm mại hơn, tạo một không gian sống thoải mái và dễ chịu cho mọi người. Công trình được xây dựng theo hướng Tây Nam với chiều rộng là 8,12m, chiều dài là 12,34m và diện tích một mặt sàn không tính phần sảnh hiên sẽ khoảng là 100m2. Vậy tổng diện tích của ngôi nhà sẽ khoảng 200m2. Tại bản vẽ bát trạch phong thủy thì dựa vào những thông tin của gia chủ cũng như là những số liệu được các kỹ sư và thầy phong thủy của Mark Home tính toán thì chúng ta có thể thấy gia chủ sinh năm 1966. Các hướng tốt là hướng Tây Bắc sinh khí, phúc lộc vẹn toàn, hướng Tây Nam thiên y, thiên thời che chở, hướng Đông Bắc diên niên, mọi sự ổn định, hướng Tây phục vị được sự giúp đỡ. Dựa vào những thông tin trên cũng như là tư vấn từ thầy phong thủy của Mark Home thì chủ nhà sẽ chọn được hướng nhà và hướng của các phòng cũng như là màu sắc ngoại thất và đồ dùng trong gia đình. Tại tầng 1 khi đi từ sảnh chính vào là phòng khách với diện tích là 23,7m2,
Đồ dùng nội thất được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý, giúp cho không gian có cảm giác rộng rãi và thông thoáng. Được đặt một bộ bàn ghế sofa để gia chủ có thể tiếp khách, kệ tivi phục vụ cho nhu cầu giải trí của mọi người. Cửa ra phía sảnh chính và cửa ra phía sảnh phụ giúp cho không gian luôn đầy đủ ánh sáng và thông thoáng. Không gian phòng khách được ngăn cách với phòng ăn bằng vách lam, tạo sự liên kết các không gian với nhau, giúp hài hòa ánh sáng giữa các phòng. Mọi người trong gia đình sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau qua các không gian, giúp gắn kết và gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Đi vào phía bên trong là công năng phòng bếp và nhà ăn có diện tích là 16m2. Tủ bếp được thiết kế theo hình chữ L. Các thiết bị và đồ dùng bếp được trang bị đầy đủ và sắp xếp hợp lý, giúp thuận tiện cho việc sử dụng. Phòng bếp và nhà ăn được thiết kế tại vị trí cửa phụ phía sau công trình, kết hợp với hệ thống cửa sổ giúp cho không gian luôn thông thoáng, hạn chế ám mùi đồ ăn và dầu mỡ trong phòng. Cửa ra vào còn giúp việc di chuyển trực tiếp vào khu vực bếp được thuận tiện và dễ dàng hơn mà không cần phải đi qua phòng khách và các khu vực công năng khác. Tại tầng 1 được thiết kế 2 phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất có diện tích là 14,7m2, phòng ngủ thứ hai có diện tích là 11,2m2. Trong mỗi phòng thì đều được trang bị đầy đủ các đồ dùng nội thất cơ bản như là giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc, kệ để tivi phục vụ cho nhu cầu sử dụng và giải trí của mọi người. Cửa sổ giúp cho không gian phòng ngủ luôn thông thoáng và tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho mọi người khi nghỉ ngơi. Khu vệ sinh chung được thiết kế tách riêng không gian tắm và không gian vệ sinh, giúp thuận tiện cho việc sử dụng, tránh mất thời gian khi phải chờ đợi. Có diện tích lần lượt là 3,5m2 và 1,9m2. Các thiết bị vệ sinh đều được trang bị đầy đủ phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình. Công năng tầng 2 được thiết kế một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, một khu vệ sinh chung và khu giặt phơi. Phòng thờ có diện tích là 7,9m2, hệ tủ, kệ ban thờ được trang bị đầy đủ. Hướng của ban thờ được đặt theo hướng hợp phong thủy với tuổi của gia chủ, giúp chủ nhà đón nhận tài lộc và vượng khí. Cửa sổ và cửa ra phía ban công giúp cho không gian thông thoáng, hạn chế được việc ám mùi hương khói khi mà chủ nhà thực hiện các công việc thờ cúng. Phía mặt bên được đặt vách ngăn tạo sự riêng tư và trang nghiêm hơn cho khu vực tâm linh. Phòng sinh hoạt chung có diện tích là 17,8m2. Đây thì có thể coi như là một phòng khách thứ hai của gia đình để mọi người sử dụng khi cần một không gian trò chuyện riêng tư và yên tĩnh hơn. Cửa ra phía ban công giúp cho không gian thông thoáng và đầy đủ ánh sáng để mọi người sử dụng và sinh hoạt. Phòng ngủ thứ ba có diện tích là 13,2m2. Trong mỗi phòng thì đều được trang bị đầy đủ đồ dùng nội thất như tại các phòng ngủ ở dưới tầng 1. Hệ thống cửa sổ được thiết kế và bố trí hợp lý, giúp lấy ánh sáng và không khí tự nhiên ở bên trong phòng. Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi nghỉ ngơi. Phòng vệ sinh chung trên tầng 2 cũng được thiết kế tách riêng khu vực tắm và khu vệ sinh, có diện tích lần lượt là 3,5m2 và 1,9m2. Các đồ dùng thiết bị được trang bị đầy đủ và được thiết kế đồng trục với khu vệ sinh dưới tầng 1, giúp đặt hộp kỹ thuật, đi đường điện, đường nước được thuận tiện và dễ dàng hơn. Trong tất cả các khu vệ sinh thì đều được thiết kế ô thoáng, giúp không khí được lưu thông dễ dàng, hạn chế được việc ám mùi khi sử dụng. Khu vực giặt phơi có diện tích là 5,6m2, được đặt máy giặt để gia đình sử dụng. Ban công trên tầng 2 được thiết kế phía trước và phía mặt bên ở công trình, tạo khoảng thở giúp điều hòa không khí cho khu vực tầng 2. Không gian sẽ được thông thoáng, giúp mọi người thoải mái và dễ chịu khi sử dụng và sinh hoạt. Dựa vào mặt đứng của công trình thì chúng ta có thể thấy, công trình được xây dựng với chiều cao là 11,51m, hệ bậc ngũ cấp cao 750mm, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m và hệ mái cao 3,26m. Mặt cắt AA và cắt BB thể hiện rõ ràng vị trí, kích thước dầm, sàn, tường và cầu thang, những vị trí cần tăng cốt và giảm cốt để đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, tránh tình trạng đọng nước hoặc nước sẽ tràn vào phía bên trong công trình. Các vị trí kết cấu được thể hiện rõ ràng, từng loại vật liệu được ký hiệu bằng những nét vẽ riêng biệt, giúp cho chủ nhà dễ dàng nắm bắt được các vị trí kỹ thuật để thi công an toàn và chính xác. Phần mái được đổ bê tông cốt thép trước khi lập mái ngói sẽ giúp cho công trình vững chắc, tránh được việc ngấm rột nước mưa xuống công trình. Bản vẽ chi tiết nhà vệ sinh thể hiện vị trí lắp đặt thiết bị và từng loại vật liệu cần sử dụng. Sàn được lắp bằng gạch ceramic chống trơn, tường ốp gạch ceramic lên cao giúp cho không gian luôn sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh. Hẻm cửa lát gạch granite, trần thạch cao chống ẩm. Phần sàn nhà vệ sinh khi thi công thì mọi người nên chú ý đánh dốc và hạ cốt, giúp tránh được việc nước đọng phía bên trong phòng hay nước sẽ tràn ra khu vực sinh hoạt phía bên ngoài. Chất liệu lát sàn cho toàn bộ công trình được thể hiện rõ ràng trên các bản vẽ mặt bằng lát sàn. Từng loại chất liệu lát sàn được bố trí hợp lý từ màu sắc, tính chất của từng loại, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho toàn bộ căn nhà, vừa phù hợp với công năng sử dụng của từng phòng. Tại bản vẽ chi tiết cầu thang thể hiện đầy đủ cấu tạo, kích thước và vật liệu của hệ thống cầu thang cho toàn bộ công trình. Bậc cầu thang được thiết kế rộng 1,05m, phục vụ cho việc di chuyển được dễ dàng hơn. Khi mang vác hoặc bưng bê đồ lên xuống sẽ thoải mái, không bị vướng víu. Số bậc cầu thang được tính toán hợp phong thủy, mặt bậc đốp đá granite, lan can bằng kính cường lực, tay vịn bằng gỗ lim Nam Phi, đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và an toàn khi di chuyển. Tại các bản vẽ mặt bằng định vị cửa sẽ thống kê đầy đủ số lượng cửa của cả công trình. Tại đây có thể biết được vị trí, kích thước và cốt xây dựng của từng cửa. Cửa đi D1 được thiết kế với quy cách là cửa đi 4 cánh mở quay bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi, kính an toàn là 8,38mm với kích thước là 2500x2700mm. Khi trừ đi phần cố định, ta có được kích thước thông thủy là 2380mm. Tại bộ sơ thiết kế điện nước thì chúng ta cùng xem qua bản vẽ về mặt bằng chiếu sáng và thông gió. Tại đây chúng ta có thể biết rõ được vị trí lắp đặt hệ thống đèn điện và thông gió cho toàn bộ công trình.
Mỗi loại đồ dùng thiết bị đều được ký hiệu riêng biệt và thể hiện rõ ràng trên phần ghi chú trong bản vẽ. Bản vẽ bố trí ổ cắm Internet thể hiện đầy đủ số lượng, vị trí và chiều cao lắp đặt của từng ổ cắm trong toàn bộ công trình. Từng vị trí được sử dụng loại ổ cắm nào và hệ thống điện liên kết các ổ cắm với nhau cũng được thể hiện rõ ràng. Trong hồ sơ thiết kế điện nước còn thể hiện nguyên lý cấp điện, cấp nước và sơ đồ lắp đặt, nguyên lý hoạt động của từng thiết bị, điều hòa, bình nóng lạnh, hệ thống chống sét và thoát nước. Dựa vào bảng thống kê các thiết bị thì chủ nhà có thể dễ dàng nắm rõ số lượng, công suất của từng loại thiết bị, giúp việc chuẩn bị được thuận tiện và dễ dàng. Tại hồ sơ kết cấu sẽ trình bày chi tiết phần kết cấu của toàn bộ công trình. Sau khi tính toán tải trọng công trình và kiểm tra tính chất của đất nền, thì phần móng công trình sử dụng hệ thống móng băng bê tông cốt thép. Các bản vẽ chi tiết móng thể hiện rõ sơ đồ bố trí cốt thép, kích thước bê tông lót, bê tông móng, các loại thép được sử dụng, chi tiết bố trí dầm móng và bố trí thép chờ cột. Dựa vào các bảng thống kê cốt thép thì chủ nhà có thể dễ dàng nắm bắt về số lượng cốt thép cần sử dụng, giúp dễ dàng kiểm soát, tránh tình trạng mua thừa và lãng phí cốt thép trong quá trình xây dựng. Phần dự toán của công trình thì sẽ do phòng dự toán của Mắc Hôm thực hiện. Các mục công trình được các kỹ sư bóc tách chi tiết, tính toán cụ thể, chính xác từng phần, giúp phần kinh phí xây dựng sẽ rõ ràng và minh bạch. Việc tính toán chi tiết các mục sẽ giúp việc xây dựng được diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn. Ngoài ra thì sẽ giúp gia chủ có thể dễ dàng nắm bắt phần kinh phí cần phải chuẩn bị, tránh phát sinh quá mức kiểm soát. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của nhà chú Sáu có địa chỉ tại Thanh Hóa. Nếu như quý vị nào yêu thích các thiết kế của Mắc Hôm và muốn Mắc Hôm thiết kế cũng như là thi công trọn gói cho công trình nhà mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi theo con số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 để được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các số tiếp theo.